đầu thú sau khi chỉ đạo đàn em đi giết người. Bùi Văn Thảo, đối tượng chỉ đạo đàn em mang dao, túy sắt đi thanh toán đối thủ rồi bỏ trốn, đã ra cơ quan công an đầu thú. Ngày 23 tháng 9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Bùi Văn Thảo, tức Thảo Thủy, sinh năm 1982, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, đối tượng cầm đầu trong vụ án giết người ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Thảo cùng hai đàn em của đối tượng là Đỗ Xuân Hưởng, sinh năm 1995, ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và Mai Văn Lệnh, sinh năm 1991, ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn về hành vi giết người. Tuy nhiên, Bùi Văn Thảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo tài liệu điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước với Bùi Văn Thảo, khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 9, anh Bùi Văn Học, sinh năm 1995, trú tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn đã đến nhà Thảo, đứng ngoài cửa chửi bới, thách thức và tiểu tiện ngay trước cửa nhà Thảo. Vì bực tức nên Thảo đã gọi điện thoại cho hai đàn em của mình là Đỗ Xuân Hưởng và Mai Văn Lệnh hiện đang ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn mang theo hung khí gồm dao và túy sắt, đi xe máy đến nhà anh Học để thanh toán. Tại đây, các đối tượng đã dùng hung khí đánh anh Bùi Văn Học bị trọng thương ở vùng đầu, đồng thời chém trọng thương anh Bùi Văn Đức, sinh năm 1993, anh trai anh Học. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.